Vừa thầy vừa nói là lá tía tô về công dụng làm thuốc là về chăn mề đay, xoa lên. Thì bên cạnh đó có một thắc mắc là lá tía tô là rất là hiệu nghiệm trong việc là trị ho thưa thầy. Ho là vì hễ mỗi khi ta bị cảm là thường thường là đi kèm với cái ho. Ta gọi là cảm ho. Mà cái ho này không phải là dùng thuốc trị ho mà là giải cảm, tức là hết cảm thì hết ho. Cái đó là cái mà rất là đặc biệt, chứ không phải thí dụ như ho mà ho khan mà dùng lá tía tô thì không đúng. Nhưng mà nếu nói tới ho thì phải sử dụng cái hạt tía tô, người ta gọi là tử tô tử. Là hạt tía tô mới đúng là cái chữ ho. Ho đây là ho mà, tại vì cái hạt tía tô là trong Đông y nó bảo là giáng khí, vị cay tính ấm, hóa đờm. Giáng khí có nghĩa là khí nó đi xuống. Như vậy những người mà hen suyễn, người ta cứ cảm giác là khó thì thở ra và đàm nhiều, cho nên dùng cái hạt tía tô với là hạt cải, ta nói là bạch giới tử hay là la bạch tử với lại tử tô tử, thì ba cái vị thuốc này phối hợp lại là uống, là để cho nó tiêu đờm và nó giáng khí, có nghĩa là trị hen suyễn. Và những người nào mà táo bón dùng hạt tía tô cũng có kết quả, là vì trong đó nó có tinh dầu, cho nên nó làm cho kích thích các cái cơ trương trơn, nhất là các cái cơ của ruột. Thành ra để nó tăng cái nhu động ruột là giải quyết cái chứng táo bón. Lá tía tô mang lại thì ngoài cái bát cháo giải cảm rồi giải độc là cua cá. Tại sao mình không nói tôm? Tôm thì thường là ít có ngộ độc, mà ngộ độc cua là nhiều. Rồi là giải độc mề đay ha, rồi kích thích tiêu hóa, ăn không tiêu, no hơi sình bụng. Còn hạt tía tô thì lại là trị ho và hóa đờm giáng khí, là hỗ trợ trong cái điều trị hen suyễn và táo bón. Còn bộ phận nữa là cành tía tô. Cành tía tô có câu hỏi đặt ra là dùng lá tía tô có chỉ để chống chỉ định trong cái người phụ nữ mang thai hay không? Xin thưa là không. Vì sao? Vì cái tía tô, cành tía tô ta gọi là tô ngạnh, nó là một cái vị thuốc đặc biệt của Đông y để trị động thai của phụ nữ. Tức là phụ nữ có thai đến tháng thứ ba, thứ tư, lỡ đi xe là nó qua cái quẹt cái té cái bịch ha, về động thai ra máu, nhưng với điều kiện là máu nó vẫn còn tươi, thì uống lá tía tô với ngải cứu ha, trong 3 ngày thì thấy rằng là cái thai nó được an, tôi gọi là an thai. Ngoài ra phụ nữ mà bị cái chứng ố trở, tức là ốm nghén á, cứ hay ói mà trong cái thời kỳ mang thai, thì chính cái lá tía tô, cành tía tô tươi rồi mới là phối hợp với gừng tươi, rồi chúng ta mới nấu ha, nấu lên mỗi thứ khoảng chừng 50g thôi, lấy nước uống nhiều lần trong ngày, thì cái chứng mà ói vẹ trong thời kỳ mang thai nó cũng bớt. Như vậy thì lá tía tô, cành tía tô thì là giúp cho phụ nữ mang thai để an thai, để là trị được cái chứng mà là ốm nghén trong thời kỳ mang thai. Thưa thầy, rất là nhiều những cái thông tin cũng như là nhiều những cái bài thuốc về lá tía tô thầy chia sẻ, nhưng mà với riêng thầy thì thầy tâm đắc nhất là bài thuốc nào trị bệnh từ cây tía tô? Vâng, nãy giờ thì chúng ta nói nhiều lá tía tô, và trên thông tin đại chúng cũng như kinh nghiệm dân gian thì rất nhiều bài thuốc mà từ cái lá cành tía tô. Riêng bản thân tôi thì tôi thấy nó có mấy cái tâm đắc như sau. Thứ nhất là bị gút, có nghĩa là khi đi thử máu thì thấy lượng axit uric trong máu nó tăng lên. Bình thường nó là 7, nhưng mà nếu nó hơn 7, biểu hiện triệu chứng nó như thế nào? Tức là sau một bữa ăn thịnh soạn, với những người mà đã bị gút rồi, tức là đã có axit uric rồi, đã sử dụng coxicin tây y rồi, alasan rồi, nhưng mà bây giờ sau một bữa ăn thịnh soạn rồi có uống rượu bia, thì tự nhiên hai cái ngón chân cái nó đau, rồi nó sưng, nó nhức. Như vậy tức là cái cơn nó gọi là cấp gút mà cấp tính. Như vậy thì sử dụng là lá cành tía tô luôn ha. Liều nó là phải mạnh dạn lên. Riêng cái bài lá tía tô này thì chúng ta sử dụng là lá tía tô là 200g, 200g là dưa leo, rửa sạch, xay thêm vào nửa lít nước, xay nhuyễn, ép lấy nước uống trong ngày, thì giải quyết được cái gút là cấp, tức là nó đang nóng đỏ đau ha, là nói tóm lại đó là bị thống phong của Đông y, mà là do acid uric, nó gọi là gút. Đó là cái tâm đắc đối với cái lá tía tô này.
cái thứ hai hồi nãy ta đã đề cập tới người Nhật, thì hiện nay á là Nhật Bản người ta đưa cái lá tía tô này về, nó xử lý cho thật sạch nha. Dùng chữ xử lý có nghĩa là cách nào đó mà nó thật sạch, mặc dù là khi trồng là nó đã tiêu chuẩn của nó là sạch rồi. Rồi nó mới tán thành bột mịn, sấy khô tán bột mịn. Mỗi ngày nó dùng là nửa muỗng cà phê ha, một ngày ba lần. Như vậy thì thứ nhất là tăng cường tuổi thọ, thứ hai là tăng sức đề kháng của cơ thể đã. Và có lẽ trong cái mùa dịch Covid-19 này thì cái lá tía tô mà tán bột, mà sấy khô tán bột mịn là rất là hiệu quả và nâng cái sức đề kháng lên. Và cũng có khi nó phối hợp với lại cái nước bột của gừng khô nữa ha. Tức là cái bài thuốc người Nhật là họ dùng lá tía tô sấy khô tán bột mịn phối hợp với lại bột gừng khô để nâng sức đề kháng và ngừa được cái Covid-19 trong cái đợt Covid này. Cái đó là cái lý thú của cái cây và lá tía tô. Dạ, bên cạnh đó thì còn có một công dụng phụ. Cái công dụng này được chị em phụ nữ rất là quan tâm, đó chính là làm đẹp. Cái này mà hỏi ra thì có đúng hay sai? Thì chúng ta thấy rằng đây là nó có cơ sở. Thứ nhất là như nãy ta đã nói, vị cây tính ấm ha, quy kinh phế và tỳ vị, phế là phổi. Như vậy cái phế ở đây á, cái tía tô nó là nó bổ phế. Mà theo lý luận của Đông y á, là phế chủ bì mau, tức là phế thông điều thủy đạo. Chủ bì mau, thông điều thủy đạo nghĩa là sao? Dẫn máu huyết đi ra tận da lông. Bì mau là da lông, là khi mà huyết nó lưu thông như vậy nó mang theo oxy. Chính vì vậy mà nếu dùng lá tía tô mà khô ha, khô tán bột mịn để uống. Và bên cạnh đó lá tía tô không như thế này nè, là nấu nước uống hàng ngày, nó làm đẹp, có nghĩa là đẹp da. Nhờ gì? Nhờ nó bổ phổi. Rồi nhờ gì phổi nó tốt, như vậy thì da lông nó tốt. Cho nên nói dùng lá tía tô nấu nước uống làm đẹp da là có cơ sở. Cảm ơn bạn đã xem hết video cùng với Đông Dược Netfaco. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký ngay bên dưới nhé.